Ở này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn. Nhưng cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buổi. Thì ăn đầu buổi. Nha, ăn cất. Thế rồi là gì? Ở này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn. Nhưng cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buổi. Thì ăn đầu buổi. Nha, ăn cất. Thế rồi là gì?